Chào anh chị ạ. Tối nay em có ít đâu á. Chị xem sao bên nào liên hệ em. Điện thoại 0349653147. Zalo thì 0965270762. Đầu tiên mùi phải á. Phải 140. Phải gỗ đấy, mùi nhỏ nhỏ. Mùi 10-12 đô la. Aqui 1. Tiếp theo cơ lê. Nhiều lắm. 78 này. 12 này. 12 15. 58. 23, cái này 70.000. 23 cả. Á quy 2, 70.000. Dây điện. Dây này hàng à. Cái này 4m6. Hàng à. Tay dơ, tay to, tay gió. Này 12A. 12A 3 loại. 80.000. Cái này tương đối thôi. Aqui 3 80.000. Một kia đầu khẩu. Đầu 1 inch. Đầu này không thấy hiểu đâu hết. Này là bồn bồn 1 vậy. 1 bồn 2 vậy đây. Còn này đó. Bồn 1 5. Chắc là bồn 1 rồi. 80.000. À, cái bồn 80.000. Có cái giá bếp này. Hàng cái. Này 100.000 một cái. Lưỡi dài 16 năm. Bảng này là 4.5. Aqui 5 100.000. Kia lưỡi dao như này. Lưỡi dài là 17, dài 5 lít, 70.000. Này về mai lại gọt cái á. Cái bảng này là 3.7 xe đó. Aqui 6, 70.000. Có cái đột như này, 40.000. Dài 15 á, có mọc chữ đây. Aqui 7, 40.000. Một cái kẹp như này 40.000. Có mọc đấy. Dài là 25. Aqui 8 40.000. 5 cái lưỡi bao. Lưỡi bao có mọc hết đấy. Năm lưỡi bao 130.000. Aqui 9 130.000. Một cái kẹo cá 50.000 mộc này. Cái này dài 18 hơn 18. Này cắt tay chiếu. Này em thuần tay chiếu. Aqui 10 50.000.
4 cái keo bướm. Cái này dài 17. Cái này 17. Cái này 18. Cái này hư rồi. Hơi cắm đấy rồi, chưa gãy, chưa nứt. Cái này 16. Về phải sai mai dụa lại. Rồi bốn cái này 100.000. Q11 100.000. Bấm lỗ á, bấm lỗ mỏng á, 100.000. Q12 100.000. Bấm ghim hàng mắt da băng. Cái này 120.000. Bấm gỗ mềm đó. Q13 120.000. Lưỡi rêu dài 17, miệng là 6, nặng kia rưỡi. Này 170.000. Rêu chạc, rêu bộ cùi. Q14 170.000. Đục tương, này cái đục tương dài dài. Cái này 27-28 này. Cái này hơi ngắn. 4 cây 100.000. Q15 80.000. Có hai cái bộ như này. Cái này đọc vũ này. Hai cái này, hai đầu bộ này 50.000. Q16 50.000. Ba cái đầu bộ sậu này 40.000. Q17 40.000. Một cái ván như này, tên này là hơi mục. Phần này bằng gì á, bằng đồng hay bằng gì á? 50.000. Này hơi rỉ. Này Italy này. Đây 1/2 trên này. Tầm 18-19 như đây. Q18 50.000. Hai đục chỉnh như này 50.000. Này chỉnh sắc chặt sắc dài 16-17. Q19 50.000. Một cái lưỡi dao rừng có mọc đấy. Lưỡi này 120. Giá một mặt. Lưỡi dài 17. Đáy bảng là 4. Dài 5 lý, 6 lý. Q20 120. Quay taro 50.000. Chiều nay 25. Phần cột giữa là 25. Dài 23. Q21 50.000. Dao ghen gió. Chiều nay là 225. Lưỡi là 10. Bảng là 3. Dài 3 lý. 50.000. 22 50.000.
một cái mũi như này, như tiền gỗ á, 60.000. Tiền gỗ như đây, về nước đây. Dây đây 5 lý á. AQ23 60.000. Khóa vòng 12 KTC 13 hàng super 10-79 22-24 23-26 21-17 100.000. AQ24 100.000. Mũi đục 17 ly 40.000. Dài đây, tổng là 245 70.000. À 40.000. 17. AQ25 40.000. Càng cửa như này. Cửa gai vào đây. Hàng xin ký da vắng 50.000. Càng này dài tầm 33 35 như đó. AQ26 50.000. Một cái đục hàng 1.3 này 80.000. Dài 25 80.000. AQ27 80.000. Kim cắt 350 mm, cắt cạp 6 lý hàng MCC 150. Này về mình cắt tắm xe máy nha. Loại này cắt tắm xe máy vô tư, miệng đẹp. AQ28 150. Một cái thước như này. Này dây 5 lý nữa. Dây 5 lý hay 6 lý. Chiều này là 30. Chiều này 20. 90.000. AQ29 90.000. Mở lệch super 300 mm. Chromo volume rửa nhà đó 100.000. AQ30 100.000. Có cái mũi giá tiền như này, mũi con đẹp nguyên 40.000. Dài là 17 năm á. Giá tiền 31 40.000. Lập lon như này 70.000. Hàng con ga mặt in da bắn. Nặng 6 lượng. AQ32 70.000. Đầu búa như này. Đầu đẹp. Nặng là 2 kg á, 1 kg 950. Cái này 107. AQ33 170.000. Một mồi đục như này. Hàng 2 tí. Dài là 33. 2 tí. Cách mà đi. Mũi này 100.000. 2 tí. Chiều này là 22. AQ34 100.000. Một cái kẹp như này. Kẹp cạp như này 107. Miệng là bụng. Còn một đấy. AQ35 170.000.
có cuốc chim như này, thằng elephant á, nặng là 2 kg 2, này 200.000, dài là 51. À, quý 36, 200.000. Dễ bảo hộ 120.000, hàng phui đai cơ hút phui nhìn đánh cố này, kéo ra xong bấm vào thôi. Dễ con sai tốt á, 37, à quý 37, 120.000. Một cái cày như này 50.000, cày hàng thủ công á, thép đen này, da bụng mới này, về mẹn cày gì cày, cày lục cày gì cày, à quý 38, 50.000. 4 cái đầu bùa, 3 cái đầu bùa đó, 3 đầu bùa đẹp, 90.000. Ba cái đầu bùa đẹp á, à quý 39, 90.000. Kim cắt cả cắt kèm miệng đẹp 50.000, dài 15. Bụng 10, 50.000. Xe cày này thép thủ công, thép Nhật á, cái này 100.000, nó dài là 68. À quý 41, 100.000. Lên cái cửa này 80.000, thép đẹp á, thép lãng mộc này, lưỡi cửa này em chưa đánh vào phàm vào nó đuôi mất, lưỡi bén lắm. Quy 42, 80.000. Cây đầu búa như này 40.000, búa gò xị. Bụng 3, 40.000. Đuôi chuột 21, 26. 21, 26. 80.000. À quý 44, 80.000. Rồi, đuôi chuột 2632 MCC, này cứng cáo lắm. Cái này 130, 2632. 45, 130.000. Có cái cửa như này, lưỡi này về ma dùa không đi sai liền đó, mộc đó, 70.000. Lưỡi hàng thủ công thép đen, lưỡi dài 39, 46, 70.000. Một xa cày như này, này thép hàng thủ công á, mộc này, mộc này, thép đen hàng thủ công, cái này 130, loại này hiếm, dài là 74. À quý 47, 130.000. Cái đầu búa thép Nhật á, nặng là 5 kg 5 kg 3, 5 kg 3.
Rồi đâu này, 320. Aqui 18 320. Bốn chín kéo cắt này giá nó vậy vậy như này, giá vậy vậy rồi 100.000 giá vậy vậy tẹp hai lượt 49 100.000 50 cuối cùng á. Rồi, lưỡi nguyên rin đó. Cái này 120.000. Lưỡi này người ta mai biển. À, 50, 120.000. Hẹn ngay cái lưỡi tiếp theo.